Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục với bài 5 của chương 5. New words. Listen, point and say. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần từ mới. Thì các bạn cùng cô sẽ nghe và đọc một lần nhé. 1. Mountain. Mountain. Ảo. Mountain. Để trên nào, bạn núi đúng không? Mountain. Âm này âm ơ của cô nhá. Âm One. Sau của cô này. Mountain. Ơ ạ. Mountain. Để trên nào. Thứ hai chúng mình có gì đấy? Island. 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 À, một cái nữa ở đây cho cô chú ý là chữ sờ này không được phát âm nha. À, các bạn sẽ không được phát âm là Iceland đâu, mà chúng ta có chữ âm sờ là âm câm, vậy nên chúng ta chỉ có island. Được chưa nào? Island. Câu 3 này. 3. Forest. 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 Cái rừng đúng không? Rừng ạ. For, âm đầu tiên là O của cô thôi, âm thứ hai là E. Forest. Được chưa nào? Thứ tư mình có hang động. 4. Này. Cave. 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 Âm A. Cave. Thì 5. 5. Marine park. Marine park. Marine park. Thủy cung đúng không? Marine park. Được chưa nào? Rồi. Mờ này. Marine park. 5. Marine park. Đó. Marine park. Được chưa nào? Rồi. Từ mới nha. Listening. Listen and circle. Phần nghe chúng ta có phần nghe hôm nay đó là A Holiday in Vietnam. Vậy thì cô và các bạn sẽ nghe câu mẫu nhá. Listen to someone talking about their holiday. Look at the pictures. Listen. There is one example. One. Hello, An. How was your holiday? It was awesome. Really? Where did you go? First, we went to Cù Lao Chàm Marine Park. Oh, Cù Lao Chàm Marine Park. À, các bạn nghe thấy chưa? Vậy thì câu đầu tiên của chúng ta sẽ là Cù Lao Chàm Marine Park nha. Câu 2 này. Can you see the circle? This is an example. Now listen and circle. 2. Wow, that's so cool. What did you do? I went snorkeling and I saw some turtles. I saw some turtles. Đúng không? I go snorkeling. I went snorkeling and see some turtles. Câu 3 thì sao? Turtles? Turtles? Yeah, they were beautiful. They were beautiful. 3 này. 3. So you went to a marine park. Where else did you go? Yes, we went to Son Tra Mountain. Wow! Oh, Son Tra Mountain. Son Tra Mountain. À, mình nghe thấy chưa? Đúng không? Mountain. Yeah! Wow, a mountain? What was it like? What was it like? It was awesome. Awesome. 4. What did you do? I went hiking and I saw a really big monkey. Wow, that's... I saw a really big monkey. Được chưa? Yeah! Rồi, nội dung của phần nghe nhá. Useful language. Phần này mình sẽ có câu hỏi gì? Chúng ta sẽ cùng nghe đầu tiên nhá. How was your holiday? It was great. Where did you go? I went to an island. What did you do? I went hiking and I saw some monkeys. Đầu tiên mình sẽ có câu hỏi là how was the holiday? Kỳ nghỉ của bạn như thế nào, đúng không? Kỳ nghỉ của bạn như thế nào? It was great. Nó rất là tuyệt vời. Những cái hành động đã xảy ra trong quá khứ chúng ta sẽ có was. Đúng không? Động từ to be của chúng ta ở dạng quá khứ it was. Được chưa nào? How was the holiday? It was great. Những cái hành động đã xảy ra trong quá khứ mình sẽ có sử dụng thì quá khứ cho cô nhá. Ở đây chúng ta lại nhìn thấy tiếp theo này. Where did you go? Quá khứ chưa? I went to an island. I went to an island. Đúng không nào? Thứ ba lại có quá khứ ạ. What did you do? Bạn đã làm gì đúng không nào? Quá khứ của cô tiếp. I went hiking and I saw. So là nhìn ạ, see đấy, see thành quá khứ của cô là saw some monkeys. Vì vậy, một lưu ý cho các bạn là khi chúng ta diễn tả những hành động mà chúng ta đã làm trong quá khứ rồi, ví dụ như là đi du lịch rồi, đúng không? Hoặc là đi đâu đó rồi, hoặc là ăn gì đó rồi, chúng ta sẽ phải luôn luôn dùng thì quá khứ cho cô nhá, để chúng ta miêu tả nha các bạn nha. Ở trong tiếng Anh thì chúng ta thấy là có rất là nhiều thì, đúng không nào? Vì vậy các bạn hay bị nhầm lẫn giữa các thì với nhau, thì chúng ta phải miêu tả đúng thì người nói và người nghe chúng ta mới hiểu được là chúng ta đang nói về cái gì. Ok, rồi vậy thì chúng ta chuyển sang phần nghe cho cô nhá. Phần tiếp theo nào.
Phần tiếp theo của cô sẽ là phần bài đọc, thì chúng ta sẽ đọc và điền vào chỗ trống. Chúng ta có tất cả là 4 từ mới ở đây và người ta làm cho mình câu đầu tiên rồi. Vậy thì cô và các bạn sẽ đọc nhá. Okay. Dear John, how was the holiday? I had a great holiday on Phuket Island last week. Câu 2. The gì nhỉ? Một cái danh từ đúng không? The island. Tại vì người ta nhìn thấy là ở phía trước người ta đã có từ island cho mình rồi, thì phía sau tiếp tục miêu tả cái island đấy thì mình sẽ phải có từ the island. The island. Câu 2 ạ. The island was so beautiful. I visited many places. First, I went to Marine Park. I went... tôi làm gì? Tôi đi... Làm sao nhỉ? Tôi đi bơi với ống thở, đúng không? Rồi, mình sẽ có là I went snorkeling. I went snorkeling. Câu 3. Cô ở đây nhá. Các bạn nha. Câu 3. Ở chưa? I went snorkeling in the sea and I saw a big green turtle. The water was so clear. The next day, I went scuba diving and saw a... gì nhỉ? Shark, đúng không? Tôi nhìn thấy một cái con cá mập nó bơi gần mình. Oh, I saw a shark swimming next to me. We went, went shopping, rất là đơn giản, đúng không? We went shopping on Friday at the market, and I saw lots of beautiful scarves and shoes. I can't wait to go there again. See you soon, Nam. Rồi, vậy thì bài của chúng ta là gì? Đây là mẫu một cái bức thư đầu tiên. Chúng ta sẽ có Dear John gửi cho ai đó, đúng không? Thứ hai, mình sẽ có phần thân bài đây, đúng không nào? Chúng ta có phần thân bài là miêu tả những cái gì chúng ta đã làm trong cái bức thư đó. Ví dụ như ở đây là miêu tả về kỳ nghỉ này. Dear John, kỳ nghỉ của bạn như thế nào? Tôi đã có một kỳ nghỉ, động từ quá khứ. Tôi đã có một kỳ nghỉ rất tuyệt vời ở đảo Phú Quốc tuần trước, đúng không nào? Đảo rất là xinh đẹp, Phú Quốc rất là xinh đẹp. Tôi đã đến rất nhiều nơi. Đầu tiên thì tôi đến cái công viên thủy cung, đúng không? Tôi đã đi bơi, tôi đã đi lặn với ống thở ở biển và nhìn thấy một con rùa màu xanh rất là lớn. Nước ở đây thì rất là sạch. Và ngày tiếp theo chúng tôi đã đi lặn và nhìn thấy một cái con cá mập nó bơi gần mình. Nó thật thú vị đúng không? We went, chúng tôi đi mua sắm vào thứ 6 ở chợ. Và chúng tôi nhìn thấy rất nhiều khăn và giày, đúng không nào? Giày đẹp. Tôi không thể chờ thêm ngày nào nữa để đi đến đây lại một ngày nào nữa, đúng không? Có nghĩa là tôi rất là mong để đi đến đây lại một lần nữa, đúng không nào? Tôi không thể chờ thêm được nữa để đi đến nơi đây một lần nữa. Tạm biệt bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn sau, Nam. Thì ở đây chúng ta thấy là có địa chỉ người gửi. We can see, đúng không nào? The information to the to đằng sau là người nhận, đúng không? So we can see the information of the receiver. John, 123 Main Street in USA. Ok, vậy thì chúng ta có bài này cô và các bạn đã làm rồi. Vậy nên chúng ta sẽ phải đọc này, để đọc đúng không? Cho nó hay hơn nhá. Chuyển sang phần tiếp theo, phần nói. Đoạn hội thoại miêu tả về kỳ nghỉ, đúng không? Chúng ta có những từ có thể thay thế cho từ awesome. Mình có thể thay thế bên này nhá. Great, đúng không nào? Great, really good, great, awesome, đúng không? Marine Park, thay thế bên này cho cô. Forest, mountain, island, cave, snorkeling, hiking, camping, swimming, sightseeing, a shark, some monkey, some birds, a turtle, some bats. Bat là con dơi nha. Bats. Rồi, vậy thì đoạn hội thoại như thế nào? Cô sẽ đọc cho các bạn nghe một lần nha. Hi Nam, how was the holiday? It was awesome. Where did you go? I went to a marine park. What did you do? I went snorkeling and I saw a shark. Wow, that's great. Được chưa? Chào Nam, kỳ nghỉ của bạn như thế nào? Nó rất thú vị. Bạn đã đi đâu? Tôi đã đi đến công viên thủy cung. Bạn đã làm gì? Tôi đã đi lặn và tôi nhìn thấy một con cá mập. Wow, nó thật là tuyệt vời, đúng không? Rồi, vậy thì các bạn sẽ luyện nói ở nhà cho cô nhá. Đúng không? Bài này khá là dễ, đúng không nào? Cuối cùng chúng ta sẽ phải viết một bức thư. Chúng ta nhìn lại phần reading và phần listening. Chúng ta sẽ hoàn thành cái bức thư này cho cô. Thứ nhất là hai ai đó cộng với tên ở đây cho cô này.
Last week I went to, cộng với một danh từ chỉ địa điểm ở đây cho cô được chưa? Một danh từ chỉ địa điểm nào? Ví dụ I went to Phú Quốc last, đúng không nào? I went to Phú Quốc Island, hoặc là I went to Samson Beach, okay? It was nó thật là gì? Thú vị đúng không? It was awesome, đúng không nào? I went, tôi đi đâu và tôi nhìn thấy cái gì, đúng không? See you soon. Chúng ta có thể ghi tên của chúng mình vào. Rồi, vậy thì đó là một cái bức thư mà chúng ta viết nhá. Thì bài này chú ý cho cô, thứ nhất là từ mới, thứ hai là nội dung, thứ hai là cấu trúc câu miêu tả, và thứ ba là đặc biệt chú ý là thì quá khứ miêu tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ cho cô nha. Rồi, vậy thì bài của hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau nhá. Bye bye.